Đây em quay cho anh xem nhé. Đây. Cái lưới này là nó bị bẩn chứ không nó bị han đâu nhá. Em cũng không chưa lau luôn. Đây, cái nguyên bản. Đây. Loa này cái dâu nó là cái vết hãng nó hàn dâu nó bị vàng ngay đầu dâu này nhá. Bốn quả nó đều như nhau hết. Đấy, nó đều như nhau hết. Đấy, dâu này là chưa có chấm keo lại, chưa có làm một cái gì hết. Loa thì không mà kiếm được đôi này đẹp thứ hai trong thời điểm này luôn. Đây, quả bên đây. Đây, dâu này, con gì này, bốn quả như nhau nhá. Đấy. Đấy, bốn quả dâu như nhau như màng loa này. Đôi loa này là nó là cực đẹp luôn, còn đóng thì tí nữa sẽ bọc xốp. Sau khi bọc xốp đấy là sẽ đóng gỗ, đóng pallet ở bên ngoài. Đây có vết này, vết chảy này em sẽ cho anh xem. Từng góc cạnh đôi loa này có mỗi vết như thế thôi. Ở điểm giờ là không kiếm đôi loa nào mà đẹp như này nữa đâu, rất là hiếm. Còn tại vì ở trong này nó là vùng 3, nó không phải là như ngoài kia thị trấn ở trên Sơn La, nó lại là vùng sâu vùng xa nữa. Đấy. Thùng rất là đẹp này, số series anh xem này. Em thì cũng người thật việc thật thôi. 07012 này. Và bên này 07025. Nó hàng trùng lô trùng cặp, không phải là hàng dồn đâu. Kiếm được đôi như này bây giờ là rất hiếm luôn. Còn riêng củ bát củ tép em đảm bảo, và trước em cũng đã tháo ra quay video từ trước rồi nên là em không muốn tháo ra nhiều. Bây giờ giật căng ra, giật căng vào nhiều nó mình giật là nó mình sợ nó ảnh hưởng nên em không muốn giật nhiều, đảm bảo đẹp cho anh em. Không phải ổ. Lưới này nó không phải han mà nó bị mốc, bị bẩn thôi. Em cũng để nguyên bản cho anh em ngắm cái gì nó đúng chất. Để lau một phát, lấy chổi lông lau phát là nó sạch thôi.